Kính thưa quý vị, mua bán người được Liên Hợp Quốc xác định là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất và đã được đưa vào chương trình phòng chống tội phạm toàn cầu. Tại Việt Nam thì phòng chống mua bán người được coi là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài và được chú trọng từ lâu. Tuy nhiên, tội phạm mua bán người ngày càng hoạt động tinh vi hơn. Do vậy, tại một số địa phương ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thì vẫn có những người dân bị sập bẫy bởi các đối tượng lừa đảo đấy ạ. Vâng, cụ thể tại tỉnh Nghệ An từ năm 2020 đến nay thì cơ quan chức năng đã đấu tranh phát hiện bắt giữ rất nhiều vụ với hàng chục đối tượng phạm tội mua bán người. Tuy nhiên, tình trạng buôn người vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Đối tượng mà tội phạm buôn bán người hướng đến chính là những người yếu thế như là phụ nữ hay là trẻ em. Và ngay bây giờ xin được mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự mà được chúng tôi ghi nhận tại tỉnh Nghệ An để hiểu rõ hơn về thực trạng này. Sinh được 5 người con, cuộc sống của gia đình chị Tê luôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bởi vậy, khi có người quen rủ đi làm ăn xa để có nhiều tiền, chị đã sập bẫy bọn buôn người, buộc phải bán nhà sang Trung Quốc từ 7 năm trước. Sau 2 năm tủi nhục ở nơi đất khách, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, năm 2017, chị đã trốn trở về Việt Nam. Bị bịt mắt trở đi thôi. Mình không chịu lấy chồng nhưng có đẻ một đứa con cho họ. Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khi mới 16 tuổi, năm 2012, chị L ở huyện Tương Dương theo người quen đi ra các tỉnh phía Bắc làm ăn và cũng bị bán sang Trung Quốc làm vợ. Họ bảo là đi làm công ty, kiếm tiền xong 2 tháng rồi về ăn Tết, xong là lừa đi bán luôn. Rất khó trong quá trình đấu tranh, tìm mọi cách thủ đoạn để lừa người nhà, người thân. Họ chỉ nói là đi công ty ở Vinh hay là Hà Nội, ở Sài Gòn gì đó đó. Cho nên cái phương thức của Hàn là như thế. Sau đó Hàn đưa đi các cái tuyến đường giáp biên giới Trung Quốc, nó bán sang bên đó. Sau là quay về cứ tiếp tục như thế. Theo giả soát của ngành chức năng, địa bàn mà tội phạm thường hoạt động là vùng nông thôn, miền núi, nơi có trình độ dân trí thấp, người dân cả tin, kinh tế khó khăn nên dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, lừa gạt. Chủ yếu tập trung ở một số huyện miền núi như Yên Thành, Diễn Châu, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong của tỉnh Nghệ An. Đối tượng mà bọn buôn người nhắm đến chủ yếu là trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc những phụ nữ quá lứa lỡ thì. Số em gái mới lớn có tư tưởng thoát ly công việc lao động nông nghiệp tại địa phương. Một số khác là trẻ em không có người lớn trông coi. Đa số trong đó nghi là bị đưa sang Trung Quốc lấy chồng hoặc làm gái mại dâm. Bị hại hoặc nạn nhân trở về thì họ rất mặc cảm tự ti. Và về cái nhận thức của họ cũng chưa hiểu biết pháp luật cũng rất hạn chế, cho nên là chủ yếu là họ về thì lầm lùi thì không tố cáo các cái hành vi phạm tội của các đối tượng, cho nên là rất khó về vấn đề của các lực lượng chức năng tìm ra cái manh mối để mà đấu tranh với cái loại tội phạm mua bán người. Tại Nghệ An, từ năm 2020 đến nay, các cơ quan chức năng liên tục đấu tranh phát hiện, bắt giữ rất nhiều vụ việc với hàng chục đối tượng phạm tội mua bán người. Tuy nhiên, tình trạng buôn người vẫn diễn ra, gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng với tình hình trật tự xã hội địa phương cũng như gia đình và chính bản thân của các nạn nhân. Tiến hành triển khai đồng bộ các cái giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý quyết liệt và hiệu quả đối với cái tội phạm mua bán người. Thứ nhất là đã tiến hành phát động cao điểm phòng chống tội phạm mua bán người và hưởng ứng cái ngày toàn dân phòng chống mua bán người trên địa bàn toàn tỉnh, tăng cường cái công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Thứ hai là triển khai đồng bộ các cái biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả, xử lý nghiêm các cái đối tượng đường dây ổ nhóm tội phạm mua bán người trên địa bàn. Trong thời gian tới thì Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cái lực lượng, nhất là công an để mà cái điều tra xử lý các cái đối tượng mua bán người. Thống kê số liệu gần đây nhất cho thấy các đối tượng mua bán người lợi dụng vào mối quan hệ quen biết hoặc qua các đầu mối trung gian để tiếp cận nạn nhân, dùng lời lẽ dụ dỗ, hứa hẹn tìm việc nhẹ lương cao, lấy chồng nước ngoài để có cuộc sống giàu sang. Các đối tượng không hẹn gặp trực tiếp mà chủ yếu liên lạc qua điện thoại hoặc liên lạc qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram để lôi kéo nạn nhân đem đi bán. Đặc biệt, thời gian qua đã phát hiện thủ đoạn lừa nạn nhân qua các nước như Lào, Campuchia để bán cho các băng nhóm tội phạm người Trung Quốc sử dụng để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng hoặc đánh bạc trực tuyến. Thực trạng này ngày càng biến tướng với những chiêu thức và thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Vâng, rõ ràng là nạn mua bán người đã và đang gây ra những hậu quả không thể đo đếm được khi mà tước đoạt tương lai, cuộc sống và để lại nỗi đau tận cùng cho nạn nhân cũng như là gia đình của nạn nhân nữa. Và đây là vấn đề rất là nhức nhối của xã hội ạ.
Vâng, vậy thì pháp luật đã quy định về chế tài xử phạt đối với tội phạm mua bán người như thế nào? Và làm thế nào để nhận diện cũng như là phòng tránh các thủ đoạn mà tội phạm mua bán người gây ra? Phóng viên VTC16 đã có cuộc trao đổi với luật sư Quách Thành Lực, giám đốc công ty luật pháp trị, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình cùng với VTC16 ngày hôm nay. Vâng, thưa ông, đầu tiên thì xin được hỏi đó là hiện nay thì luật pháp đang quy định xử phạt như thế nào đối với đối tượng là buôn bán người? Tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người là được pháp luật Việt Nam bảo hộ ở mức độ cao nhất. Cái hành vi mua bán người là hành vi, nó là một tội danh hình sự. Và cái hình phạt dành cho những cái tội này là rất nặng nề. Cụ thể là theo quy định tại điều 150 của Bộ Luật Hình Sự thì cái việc mua bán người ấy, cái mức phạt tù thấp nhất là 5 năm và cao nhất là 20 năm. Còn tại điều 151 của Bộ Luật Hình Sự thì cái việc mua bán người chưa đủ 16 tuổi thì cái mức phạt tù thấp nhất cũng là 7 năm và cao nhất là chung thân. Như vậy là cái mức án phạt tù là rất nặng nề trong trường hợp này. Và tôi nghĩ rằng nó đủ cái tính răn đe đối với những cá nhân có cái hành vi mà không coi trọng cái danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe của con người và coi con người là một vật để mua bán, trao đổi, nhận các lợi ích tài sản. Đây là hành vi phải nghiêm trị. Luật pháp cũng như các chế tài đối với tội phạm buôn bán người là rất là răn đe như vậy. Thế nhưng mà tình trạng buôn bán người thì vẫn diễn biến rất là phức tạp hiện nay. Vậy thì theo luật sư, nguyên nhân diễn ra từ đâu ạ? Cái việc mà dẫn tới cái tình trạng mà mua bán người nó diễn ra vẫn phổ biến ấy, thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Nó có những nguyên nhân chủ quan và những nguyên nhân khách quan. Ở đây có những nguyên nhân chủ quan, nó là do cái hiểu biết, cái kiến thức, cái trình độ pháp lý của người dân, cái hiểu biết xã hội của người dân. Đa số cái việc này diễn ra tại các vùng sâu, vùng xa. Người dân không có hiểu biết, không có kiến thức xã hội, sống rất đơn giản, rất thật thà. Và đây là cái nhóm người yếu thế mà bị các cái đối tượng thực hiện hành vi mua bán người hướng tới. Đấy là những nguyên nhân thuộc về trình độ dân trí, hiểu biết. Còn có những nguyên nhân khác thuộc về vấn đề khách quan, như là việc điều tra, truy tố, xét xử nó rất khó khăn, phát hiện nó rất khó. Địa bàn nó quá rộng lớn và cái đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thì nó quá là tinh danh, xảo quyệt. Người ta sẽ lường trước cái hậu quả. Hậu quả đó là bị điều tra, bị phát hiện, bị xử lý. Tuy nhiên ấy, thì cái việc điều tra, truy tố, xét xử nó khó khăn do cái địa bàn nó quá rộng lớn. Chúng ta có thể thấy là vùng biên, các cái vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thậm chí người ta còn không có phương tiện truyền thông. Thậm chí là khi là nạn nhân trong cái việc mà bị buôn bán người thì người ta còn xấu hổ, người ta không dám tố cáo. Do vậy là cái người thực hiện hành vi vi phạm ấy, người ta có được một cái hiểu biết rằng là cái sự vi phạm này rất khó bị phát hiện. Có bị phát hiện cũng rất khó bắt được người ta và cũng rất khó bị xử lý. Và đấy là người coi là cái rủi ro ít khi gặp phải. Và đấy là một cái động lực thúc đẩy. Cái động lực này có thể bị ngăn chặn bởi là cơ quan chức năng sẽ xử rất nghiêm minh. Tôi cho rằng là đánh giá rằng là cái việc mà buôn bán một con người, dù là không tước đi tính mạng của họ, nhưng mà gây cho họ một cái đời sống tinh thần, đời sống vật chất và những cái xúc phạm về thân thể nó rất nặng nề. Thậm chí có thể là người ta sống một cái quãng đời nó không bằng cái việc người ta đã mất đi cái tính mạng của mình. Tất nhiên là có những cái thuộc về nguyên nhân chủ quan thì có thể kiểm soát được bằng cách tự nâng cao cái nhận thức của mình lên. Còn có những nguyên nhân khách quan khác thì chúng ta chỉ có thể kiểm soát được một phần thôi. Và chúng ta sẽ cố gắng kiểm soát bằng các cái biện pháp pháp lý, bằng trừng trị, bằng tuyên truyền, bằng giáo dục. Đó là những biện pháp tôi nghĩ là nó khả thi nhất. Có những cái ý kiến cho rằng là đối tượng phạm tội đang lợi dụng những cái chính sách mở và thông thoáng trong thủ tục xuất nhập cảnh, tổ chức thành những đường dây đưa người ra nước ngoài dưới dạng là đi du lịch này hay là thăm thân và lao động trái phép. Sau đó thì họ tiến hành là thu giữ giấy tờ hộ chiếu và không làm các cái thủ tục như là cư trú và bắt giữ lao động phục vụ theo ý muốn của tội phạm nữa. Vậy thì luật sư có suy nghĩ và có những cái luận định như thế nào về vấn đề này? Cái việc thông thương, thông thoáng tạo điều kiện cho việc giao lưu văn hóa, kinh tế, chính trị khác nhau là chuyện nên làm. Và câu chuyện là có những cá nhân lợi dụng cái tình trạng đó để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì đây là cái tác dụng phụ thôi. Thế nhưng chúng ta phải duy trì những cái lợi ích chính và chúng ta hạn chế những cái tác dụng phụ của cái sự kiện này. Ở đây tôi muốn là đúng là bị lợi dụng, nhưng mà chúng ta phải có cái biện pháp để hạn chế nó. Và tôi thấy là cái cách hạn chế hiệu quả nhất đó là trực tiếp những cái cán bộ làm cái công tác là xuất nhập cảnh
có thể là được tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, nâng cao hiểu biết để phát hiện ra những dấu hiệu của cái việc buôn bán người. Cái việc này nó có thể phát hiện ra được, nếu mà cộng với kinh nghiệm, cộng với việc tập huấn nữa thì hoàn toàn việc phát hiện ra như thế nó sẽ ngăn chặn sớm. Thậm chí những cái người mà bị lừa dối, bị là nạn nhân của việc mua bán người ấy, họ còn không biết là mình bị lừa dối do họ kém hiểu biết. Nhưng mà cán bộ làm các thủ tục hành chính bằng cái nhạy cảm, bằng cái hiểu biết, bằng kinh nghiệm, bằng cái việc được tập huấn thì hoàn toàn có thể phát hiện ra và ngăn chặn. Tỷ lệ này là rất lớn nếu chúng ta tập trung vào những cái nhóm công chức, cán bộ thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh. Dạ vâng, thưa luật sư, vậy thì hiện nay theo thống kê thì chủ yếu là nạn nhân ở vùng nông thôn, trong đó thì có đến là 85% nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Làm thế nào để chúng ta có thể là nhận diện được các cái thủ đoạn lừa đảo của những cái đối tượng này ạ, thưa luật sư? Một trong lý do để cho tội phạm thực hiện tại cái vùng sâu, vùng xa, vùng biên viễn, những cái vùng giáp danh, đó là cái kiến thức, cái nhận thức, hiểu biết của người dân rất thấp. Và khi mà tìm được những nạn nhân phù hợp thì người ta phải tính toán đến cái việc là chuyển qua biên giới, đưa qua các cái cửa khẩu. Thì những cái người kém hiểu biết như vậy thì cái việc đó cũng rất thuận lợi. Và theo tôi nắm được là thậm chí là cái giá bán một con người như vậy nó không khác gì với một những con người đủ hiểu biết, đủ trình độ. Vì người ta chỉ cần bán để môi giới mại dâm chẳng hạn, hoặc là thậm chí là mua bán nội tạng, thậm chí là lao động khổ sai. Thì những cái trường hợp đó người ta không cần đến những cái người hiểu biết có trình độ, tức là người ta sẽ lựa chọn những phương án dễ dàng nhất, thuận lợi nhất mà lại đem lại cái giá trị kinh tế mua bán cao. Thế thì làm sao để hạn chế tình trạng này? Thì ở đây chúng ta phải nói là có phát hiện, có xử lý, có trừng phạt thì cũng không thể hết được. Tội phạm là một cái hiện tượng xã hội, mọi xã hội nó đều có tội phạm. Chỉ khi nào những cái người dân ấy, trình độ hiểu biết kém ấy, được nâng cao nhận thức, mình không trở thành nạn nhân nữa thì mình mới có thể tránh được thôi. Và đây là một cái cách thức hiệu quả nhất. Để tránh ấy, thì người dân cần phải như thế này. Theo tôi phải nghĩ những phương pháp nó đơn giản nhất với người dân. Người không biết chữ thì biết nghe đài. Đó. Người biết chữ thì có thể là xem đọc báo, có thể là xem thêm các phương tiện truyền thanh truyền hình. Tức là người dân phải nâng cao nhận thức lên, phải tự cứu mình trước, trước khi là mọi thứ cứu mình. Và có một điều dễ hiểu hơn nữa là như các cụ ta đã nói này, không ai cho không ai cái gì. Nếu mà tự nhiên những người dân thấy rằng nó có một cái món hời quá lớn thì chúng ta nên tránh. Không có một việc nhẹ lương cao, không có một cái bữa ăn ngon nào mà không phải trả giá cả. Nên là mọi người cần phải cẩn trọng. Mong rằng là những cái thông tin này nó chuyển đến mọi người và giúp mọi người tránh được những cái việc rất là đau khổ với cá nhân mình, với xã hội, với cộng đồng, với vợ con, nội ngoại. Đây là một việc mà chúng ta cần phải lưu ý trong cuộc sống. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị, có thể thấy những chia sẻ vừa rồi của luật sư Quách Thành Lực thì rất là hữu ích ạ. Và bên cạnh biện pháp ngăn chặn đấu tranh với tội phạm buôn bán người từ phía cơ quan chức năng thì chính người dân cũng cần phải nâng cao nhận thức, cảnh giác với các chiêu trò việc nhẹ lương cao mà các đối tượng phạm tội thêu dệt.